Chạc các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem chiếc Honda CRF 250 Ready 2021 ra mắt tại trường Đông Nam Á với mức giá bán từ 155 triệu đồng. Cái chiếc Honda CRF 250 Ready 2021 vừa chính thức chào hàng tại trường Malaysia với mức giá là 27.600 AM, đó ra tiền Việt khoảng 155 triệu đồng. Chế một loạt nâng cấp để cải thiện cái sự thoải mái khi cầm lái và khả năng vận hành, đồng thời ứng dụng cho mình một cái khái niệm là eSpoke on up rear, tạm dịch là phát triển bánh răng bật tắt, khiến cho cái chiếc Honda CRF 250 Ready 2021 di chuyển dễ dàng ở hai cái chế độ là on road và off road. Cái chiếc CRF 250 Ready 2021 đã được thay đổi cái tỷ số chuyển động ở các bánh răng từ 1 đến 5 để việc tăng tốc di chuyển chiếc xe được tốt hơn, trong khi bánh răng thứ 6 đã được làm cao hơn để giảm số vòng quay của động cơ. Hộp số của cái con chiến mã hôm nay thì có một cái trợ lực và một cái di hợp chống trượt Acid Plus để giảm là 20% khả năng chịu lực ở cần số và ngăn chặn bánh sau trượt đột ngột khi giảm tốc mạnh. CRF 250 Ready cũng được thay đổi một cái bộ khung hoàn toàn mới, giúp giảm cái trọng lượng từ 157kg xuống chỉ còn 152kg, tăng dung tích động cơ, tăng dung tích bình xăng là từ 10 lít lên thành 12,8 lít. Vị trí lái gọi là phần di động cũng có nhiều thay đổi, giúp tư thế ngồi của người lái được thẳng đứng một tí, đi cùng với khả năng giảm rung quả hơn. Yên xe giờ đây rộng một tí để tạo ra một cái sự thoải mái khi có những vị trí để chân có một cái đột điểm cao su để giảm rung. Cái đèn Forex đã được thiết kế lại để có khả năng chiếu sáng ban ngày ban đêm tốt hơn. Giờ đây anh dùng cho mình một cái đồng hồ LCD lớn tích hợp một cái đèn báo cái vị trí cần số, đồng thời đo được mức tiêu hao nhiên liệu. Đó chính là phiên bản cái năm 2021 Honda CRF 250 Ready 2021 có dùng cho mình động cơ xăng đơn 249cc DOC với trục cam nạp bộ lọc không khí. Cái ống xả cũng có thời điểm ứng lửa đã được sửa đổi. Tuy nhiên cái công suất vẫn giữ nguyên ở mức là 24 HP, tại ngưỡng mồm tô là 9.000 vòng trên phút. Mô men xác cực đại là 23 Nm, tại ngưỡng mồm tô máy là 6.500 phút. Cảm ơn các bạn đã dành clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, share, subscribe.